Bạn nữ ra trước. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Mình mời bạn nữ giới thiệu trước nha, nhà trai ơi. Em là Đoàn Thị Minh Huế, sinh năm 1986. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em buôn bán, bỏ xỉ lẻ tiếp theo ạ. Mời em trai. Em xin giới thiệu, em là Tô Minh Khang. Em sinh năm 83, làm việc tại tỉnh Bình Dương. Em làm về cái gì? Gọn rồi thắt tủ bàn ghế. Đóng tủ bàn ghế luôn hả? Tức là thợ mộc đó đúng không? Thợ mộc với bằng em gia công hết luôn, công ty Phú Đỉnh đó. Rồi em quê ở đâu? Quê ba mẹ bỏ từ nhỏ rồi, ở nhà ngoại nuôi. Trời, thương. Giờ bà ngoại đang ở đâu? Ngoại chết rồi, giờ em đỡ bên vợ hết mười mấy năm. Nhà vợ cũng lấy chồng khác rồi. Giờ em cũng đi hai năm mấy nay em ở vậy, em nuôi con em. Trời, thấy thương vậy. Trời, em vợ em lấy nhau được mấy năm mà tự nhiên 12 năm. Mấy đứa con em? Ba đứa. Trời, thấy thương. Ba đứa là một mình nuôi luôn hết hả? Bên vợ nuôi em trợ cấp mà chị ơi. Ủa vậy tính ra là bây giờ anh sống có một mình thôi hả? Em sống có một mình. Một mình luôn. Điểm mạnh của em là cái gì? Em biết lo việc nhà, cửa nước nôi, cơm nước em làm được hết. Em tự lập lúc 10 tuổi rồi. Rồi có điểm yếu gì không? Em yếu bị hay bạn bè mượn tiền không trả. Nó hay gạt em hoài, cái thấy em nhiệt tình, cái mượn cái nó kêu mượn 100, em có 200, nó cho mượn 200 hết. Gì kỳ vậy? Tại em tính nhiệt tình mà, mượn như em cho nhiêu à. Vậy giờ em còn tiền không? Còn có mấy chục triệu à. Cho anh mượn được không? Cũng được mà anh ơi. Cũng được luôn ha, mượn vài năm trả nha. Mượn luôn cũng được, có sao đâu mà. Trời ơi, thấy thương không? Thôi không được, mình giờ mình chuẩn bị mình có một gia đình mới rồi thì mình phải nghĩ tới gia đình mình. Chỉ có 10 đồng mình cho mượn 2-3 đồng thôi. Sao thấy thương quá, nãy giờ là tính qua ôm một cái an ủi rồi đó. Thiếu may mắn quá à. Nhà gái sao nè? Ưu điểm của em là nhanh nhẹn, hoạt bát, buôn bán, thích nấu cơm ăn gia đình. Rồi khuyết điểm của em là nóng tính, đi trước đám đông hay nhút nhát. Thôi cái đó thì cũng không sao. Rồi bây giờ mình nói về cái đường tình duyên của mình đi. Trước em có quen ông xã em, lớn hơn em 26 tuổi. Ảnh có gia đình trước rồi nhưng mà chưa có thôi dứt hẳn. Nhưng mà ảnh cũng nói là ảnh có thôi dứt khoát hẳn rồi, ảnh cũng có hai đứa con. Thì em quen và tin tưởng, nói chung là ảnh cũng đưa đi chơi chung với cơ quan, với bạn bè, đồng nghiệp của ảnh. Thì mình cũng tin tưởng gia đình anh em... Em rể có thứ này biết em hết. Anh nói là anh công việc nhà nước thì anh không có thể nào mà làm đám cưới hoặc là đăng ký kết hôn được. Để chờ khi anh về hưu á, thì muốn gì anh cũng chịu. Thì đến khi mà sinh sống với ảnh được 5 năm sau thì em có bé đầu. Em có bé trai đầu thì bắt đầu em phát hiện ra ảnh cờ bạc, trai gái. Nói chung là đủ thứ hết. Em cũng tự lập từ nhỏ và em cũng tự muốn những gì cuộc sống của mình tự quyết định và không muốn để gia đình buồn phiền về cái chuyện hôn nhân riêng tư của mình. Em chuẩn bị sanh bé nhỏ là em thôi với ông xã em. Đến khi bé nhỏ được 1 tuổi thì em dứt khoát hẳn hồi luôn. Và cuộc sống của em tự lập từ đó đến khi bé nhỏ được 1 tuổi, gần 1 tuổi rưỡi, chuyển sang giai đoạn 2 ung thư thì em mới không chịu nổi được nữa. Thì em mới đưa hai bé nhỏ gửi vô trong chùa ở ngoài quê. Thì gửi được 2 năm em phục hồi được sức khỏe ổn định lại. Thì bắt đầu em rước hai bé lại. Và khi mà em bệnh đó, em liên lạc cho ông xã em á, để em nhờ gửi hai đứa con, em liên lạc không được. Bạn bè ảnh cũng biết luôn, nhưng theo em nghĩ là ảnh cũng biết chứ không phải là không biết. Nhưng mà ảnh không chu cấp, không quan tâm, không một cuộc điện thoại, không một lần thăm hai đứa. Hôm nay cặp này bên bị lừa tình, bên bị lừa tiền. Cuộc đời sao nó cũng trớ trêu quá nhờ. Rồi quê là em là ở đâu? Quê em ở Ninh Bình ạ. Còn ai ngoài đó? Giờ em còn có mẹ ở ngoài đó. Ở đây thì còn có ai nương tựa nữa không? Dạ ở đây không, ở đây chỉ hai em ở trên Củ Chi. Một mình em tự sanh hai đứa, tự lo, tự mướn người, tự làm gì làm hết. Một mình từ đó tới giờ. Không có nội, không có ngoại luôn. Sao em trai? Em cứ nghe hoàn cảnh nhà gái em thấy sao nè? Giống hoàn cảnh của em có sao đâu mà, em cũng chịu cực từ nhỏ rồi mà. Nghe vậy có cho mượn vài chục triệu nuôi con không?
Trời ơi. Thường em gì cũng được, nên em mặn hết tiền đưa hết có sao đâu mà. Hồi nãy khi mà em nghe câu chuyện của anh á, tính ra thì từ nhỏ tới lớn anh đơn độc có một mình. Đúng rồi. Cái mong muốn của anh để mà có được một cái người phụ nữ ở cái thì tương lai á, nó như thế nào? Nói chung em cũng không cần quan tâm, nếu em đi làm, nếu em về được nhà em phụ vợ, cái gì em phụ được em phụ, nấu cơm cũng được, giặt đồ cũng được, cái gì em cũng cứ làm hết trơn. Tức là chỉ mong có một người để mình được phụ thôi. Đúng rồi. Vậy em, đó. Em trai, anh hỏi thật nha, kinh tế của em đó, em làm có một mình, em đủ lo cho một người, đủ lo thêm cho ba người nữa không? Tại em làm công ty xí nghiệp cũng lâu rồi, tại em làm pha trưởng, lương em cũng có 15 triệu. Mà tối mình cạo mướn thêm, em cạo ngành cao su, em cạo giỏi lắm. Em đi em cạo cả ngàn mấy cây nữa. Tại xưa hai chồng em cũng mặn, ba đứa con thiếu nợ, phần em cũng trả nợ, em cũng vừa dứt hết năm rồi. Một mình em trả 100 mấy, 15, 16 triệu, cái em trợ cấp cho con em hết 3 triệu mấy, 4 triệu, cũng còn dư 10 triệu. Còn tiền cạo đi 100, 200 ngàn để tiền ăn, tiền nấu xăng. Tại xưa em cũng đi làm biển hết mười mấy năm, thì biển em cũng làm giỏi, bất cứ nghề làm mướn em cũng làm được, có cái học không bằng ai thôi. Thật ra nhà trai rất là chịu khó. Đúng rồi, cái gì cũng làm được. Và làm được. Lỡ mà có rơi vào những cái hoàn cảnh ngặt nghèo thì đây cũng là một cái người đàn ông có thể tự vươn lên, tự bươn chải và có thể tự thoát ra được những cái chuyện mà nó không hay như vậy. Là em gái, thật ra nếu hai bạn mà kết hợp nhau làm ăn á, dạ, thì em nghĩ rằng rất là tốt. Hiện nay em ở nhà ai? Hiện nay em đang ở nhà em ở quận Bình Tân ạ. Rồi, khỏe re. Dạ. Ở đây nhà của em luôn hả? Nhà của ai? Em ở trọ từ ở trọ đó giờ luôn hả? Tại vì xưa em ở rễ 12 năm trời, em lo bên mấy em vợ cho học hành tài, em lo hết bên vợ, mặn nhiều tiền lo hết bên vợ, em ra đi cũng bằng tay trắng, em cũng chả lấy gì trong nhà hết. Người đàn ông này nếu như có cơ hội để anh ấy cố gắng nỗ lực thì anh ấy cũng sẽ cố gắng hết sức mình luôn. Bây giờ mình cứ để hai người nói chuyện nữa ha. Em đi với ai em gái? Dạ em đi với hai con em ạ. Chào các con. Trai tên gì? Con tên là Việt Anh. Con nhiêu tuổi rồi? Con 10 tuổi. Em tên gì? Em mấy tuổi? Con 6 tuổi. Con tên gì? Con tên Anh. Bữa nay hai đứa có biết là mẹ đang đi đâu không? Mẹ đang đi hẹn hò. Ê, con có muốn mẹ hẹn hò không? Muốn không? Cô Lan đi xuống với con nè. Thấy cưng quá à. Con muốn mẹ hẹn hò không? Có ạ. Rồi, bây giờ nè, con nhìn cái chú này nha. Hai đứa nhìn chú này nha. Hai đứa thấy chú này như thế nào nè, đẹp trai không? Có. Con thấy chú đẹp trai không? Có. Có hả? Con nếu như mà bây giờ mà mỗi ngày chú qua chú chở ba mẹ con đi chơi thì con thích không? Con thích ạ. Trả lời rất là nhanh luôn, con rất là đầy. Bây giờ để cô Lan hỏi anh hai nha. Bây giờ nếu mà mỗi ngày cái chú hai chú chở ba mẹ con đi chơi, con thích không? Có. Rồi thí dụ như mà chú muốn mượn mẹ con 2 tiếng đồng hồ để đi chơi riêng, con chịu không? Chịu luôn ạ. Chịu luôn rồi con, nhà con giữ em hả? Dạ. Được không? Được ạ. Con thấy chú này sao? Hiền không? Hiền ạ. Con thích không? Con thích rồi. Chú không? Rồi ha, vậy là hai đứa ủng hộ mẹ đúng không? Rồi, cảm ơn các con. Anh trai đi với ai em trai? Em đi cùng mình anh ơi. Tội nghiệp không? Cô đơn quá. Thôi bây giờ là hai bên cứ trò chuyện với nhau đi nha. Em trai muốn mẫu hình lý tưởng như thế nào? Chung em là dễ mà anh ơi. Nếu người thương em một, thương em 10. Ví dụ em thương bạn gái, em cũng thương con bạn gái giống hệt con của em vậy ở nhà vậy. Em mới lo từ đi từ tí. Chứ 1 tháng cho em về thăm con 1 lần được rồi. Còn nếu mà xuống thăm bạn gái, chủ nhật em có rảnh em xuống thăm. Ví dụ giờ em đang làm xí nghiệp, em làm pha trưởng. Ví dụ 1 tháng em xuống được 3 lần ngày. 2 ngày chủ nhật nghỉ với ngày lĩnh lương. Được 3 ngày, 1 tháng em xuống được 3 ngày. Còn nếu ngày lễ, ngày Tết em cứ xuống đều đều. Em giờ đang ở đâu? Em ở huyện Dầu Tiếng đó. Dầu Tiếng Tây Ninh đó đúng không? Dạ. Thôi mở rào. Rồi qua đi em trai. Này anh cũng có này tặng em tự tay anh làm. Dạ rồi em cảm ơn anh. Quay qua cho mọi người thấy đi. Rất là khéo tay luôn mọi người. Em làm bao lâu xong cái đó? Tại em vừa làm chắc chưa, em nghỉ trưa em làm, trong vòng 3 buổi trưa em làm xong.
tặng bạn gái. I love you. Hai trái tim lòng vào nhau nữa, rất là dễ thương. Cố gắng kiềm chế, tôi không em khóc. Em nhìn anh bằng đầu hay sao? Thì mới thì cũng thấy là lạ. Anh tên gì ạ? Anh tên Khang. Anh quê ở đâu ạ? Nói chung quê ở An Giang mà mẹ bỏ nhỏ ở ngoại, nhà anh em tới 8 anh em rồi. Dạ. Anh là thứ tư. Dạ. Ở nhà ngoại hết 7 tuổi, tới năm 11 tuổi tự lập mà. Dạ. Và còn mấy mấy anh chị em thì có ở gần gần đây không ạ? Có ông anh hai ở bên Dĩ An mà cả chục năm nay cũng không có về bển nữa. Nói chung anh em nào cũng khá hết trơn mà cũng không nhờ giả hết trơn. Anh tự mằn tự lo, ví dụ bệnh hoạn gãy tay gãy chân cũng tự mằn dành dụm tiền lo, không nhờ ai. Dạ. Húc anh cưới vợ anh cũng tự mằn kiếm mấy chục triệu cưới vợ. Dạ. Ông bà già chỉ cứ lên thôi, anh cũng cho tiền xe về. Dạ. Ba năm nay anh cũng không có về dưới. Nói chung ông bà già cũng không có thương anh. Dạ. Nói chung thương mấy thằng con ở gần cho đắt cho đai với anh không cần thiết. Tự mằn tự lo. Đúng rồi. Đợt dịch này anh cũng trên đây bệnh hoạn nha. Cũng mới bệnh xong cách ly hết 17 ngày. Ông bà cũng có điện hỏi thăm đâu. Thì em cũng giống như anh vậy đó. Cũng tự lập, không có nội, không có ngoại thì mất hết rồi. Còn có mình mẹ. Nói chung hai anh với em chung trong hoàn cảnh, nói chung hai đứa mình có hợp nhau, bù đắp nhau dễ sống hơn. Anh có nhậu nhẹt không? Không, nói chung anh không nhậu nhẹt, hút thuốc anh không hút. Dạ, yeah. Có biết cờ bạc gì không? Không, có Tết nhất anh em rủ bánh trứng lên 2-3 ngàn, 50 ngàn. Có vụ vợ cho 500, chơi hết 500 mà nghỉ, không chơi nữa. Vợ cho nhiều, chơi nhiều. Ví dụ hẹn hò, ví dụ tháng anh xuống được 3 ngày à. Ví dụ ngày thứ bảy anh làm sáng chiều bảy anh xuống thăm em với hai đứa con. Dạ. Yeah. Còn ngày đó lương anh nghỉ được nguyên ngày. Dạ. Yeah. Tại vì đang làm pha trưởng không có đi được. Tại quản lý công nhân coi hàng quá mà chỉnh máy móc cho công nhân làm. Tại hôm em chỉnh máy mà em cũng buồn, vợ em cũng cưa đứt cái ngón tay. Chỉnh máy sao mà sơ ý sao đứt cái lóng luôn á. Thí dụ như mà sau này có em có muốn thay đổi công việc cho anh về Sài Gòn anh gì không? Nói chung là vợ lo, mình thương chấp nhận thương vợ, đi đâu cũng được. Nói chung đi biển, xuống biển anh cũng đi được, anh gần anh đi cũng được. Chỗ nào có việc làm anh làm được, anh không ngại. Sắp tới dự định cũng có thể là qua năm, giữa qua năm em có thể mở quán. Một là mở quán nhậu, hai là mở quán cà phê với cơm trưa. Nói chung xuống đây mình cũng có công ty, nói chung anh làm công ty cũng được. Về ngày nào phụ vợ được phụ, còn nếu không được chủ nhật ngủ phụ cũng bán. Em có ràng buộc gì không Khang? Không, em không ràng buộc anh Trân anh ơi. Em có không một ràng mình buộc gì hết. Chỉ có một tháng về thăm con ngàn lần. Nếu em tháng trợ cấp 3 triệu mấy 4 triệu tùy theo mà em làm nhiệm cho nhiều, em ít cho ít, vợ cũng không đòi hỏi vậy đó. Nãy giờ em gái á, thật ra em gái có đồng cảm với lại bạn trai này gì không? Dạ có. Trước mắt anh nghĩ rằng em cũng cần một người bên cạnh. Hôm nay là một ngày rất là đẹp trời, em đến gặp một cô gái thật ra cũng rất là thông minh và bản lĩnh đó. Em có muốn kết đôi dùng cùng với người đối diện không? Em cũng muốn kết đôi, em mới lên đây em tìm chương trình giúp đỡ của em. Bây giờ em tiến tới em nắm tay cô gái đi, thử xem thế nào. Tiến tới nào. Cái tay anh trai em anh ơi. Kệ nó, trai gì đâu nào. Trời, trước sau cũng phải nắm nào, chứ đâu né được. Gái. Đó. Từ nắm với hai bạn đang lâu hai ngày. Nắm như vậy nè. Nắm vô. Đó. Mến không? Mến. Thôi giờ thôi anh cũng mong em cho anh một cơ hội để lo cho em cuộc sống sau này đi. Thôi cho anh một cơ hội thôi. Dạ, em cảm ơn. Ủa cái gì vậy? Người ta chưa nói lại cái gì luôn á. Thế hát quá à. Có hát tặng cô em gái bà gì đó. Em hát không được anh ơi. Em mặn gì cũng giỏi chứ. Nấu chè, nấu bánh gì em làm được. Nấu cơm, nước gì em làm được. Mà ca em ca không được. Gì cũng làm hết đúng không? Giờ vợ sai hoài có buồn không? Không, giờ mình làm cho vợ mình thì vui. Tại xưa em làm bà xã em cũng mặn suốt. Em tối mày cạo, sáng em về em lo con đi học nha. Ừ, giờ bây giờ mình đừng nhắc gì chuyện cũ nữa nha. Em bỏ hết rồi, tại vì ai hỏi em. Đến với nhau mình làm cho nhau vui, hạnh phúc. Còn nếu mà cảm thấy mà không vui, không hạnh phúc, không đủ cái tình cảm to lớn á, thì mình nên dứt khoát. Mình nên nói chuyện với nhau cho rõ ràng. Em cũng thích như vậy. Và em chỉ cần một người là thương con của em giống như con của người đó. Tại vì từ nhỏ tới lớn chúng thiếu thốn tình cảm bên nhà nội, bên ba rất là nhiều. Tại ba nó không có thời gian cho tụi nó. Từ nhỏ tới lớn nó đều ở với em hết. Chỉ có khi em bệnh ngã xuống thì em mới gửi cháu được vô chùa 2 năm.
Bây giờ quan trọng hai người kiểm tra một lần nữa. Đủ yêu thương, chúng ta bấm nút. 1 2. Ba. Nắm tay chặt vô nào, nắm thật chặt vô. Nào hãy ôm một cái ôm thật chặt nào. Ôm thật chặt nhau nào. Chặt nữa nào. Em muốn mời hai bạn nhỏ lên đây. Hả? Hai đứa con lên đây. Hai con lên đây. Nói chung con em cũng hứa với chương trình. Rồi bây giờ là đó. Trời ơi. Nói chung hứa chương trình là thương vợ thương em á, cũng thương con. Con em mới mốt con em có xuống nhà chơi cũng coi như con của em thôi. Em nói chung con nào cũng là con đó. Thấy chưa, nó ôm chặt nó chưa. Em nói với bạn em gì đi, nói với bạn gái gì đi, hứa gì đi. Thôi anh sẽ hứa lo cho mẹ Kem nửa cuộc đời còn lại. Dạ. Em cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ. Đứng đó đi con. Nào. Em gái em thấy sao? Dạ, nói chung là em thấy rất là vui. Một người cũng lần đầu gặp. Và em chỉ cần là thứ nhất là không cờ bạc, thứ hai là yêu thương con em, thứ ba nữa là chịu khó. Còn tiền bạc thì nó là phù du lắm. Mình tạo ra nó được thì tiền hôm nay nó có thể trong túi mình, ngày mai nó thấy có thể trong túi người khác. Nhưng mà mỗi một ngày mình sống mình cảm thấy điều đó là hạnh phúc. Gia đình là hạnh phúc, nhiều đó là đủ rồi. Rồi bây giờ sẽ là những phần quà từ chương trình. Chương trình gửi tặng đến anh chị phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Sản phẩm cốt hủ tiếu của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một bình thủy điện BLK30FLVKTVN. Hẹn giờ đun tiết kiệm điện năng, hệ thống bơm rót nước điện tử, màn hình hiển thị LCD, cảm biến cạn nước, chế độ tự vệ sinh bình. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói premium của ứng dụng hẹn hò Speakable, một ứng dụng sắp ra mắt nhân dịp Valentine sắp tới với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau nhiều hơn. Rồi. Chúc mừng hai em. Yeah. Một lần nữa thì chúc hai em tất cả mọi điều may mắn nhất. Đó, đưa mẹ chú đi đi con. Đi đường này, đi đường. Thì có nghĩa là cái mà em muốn trao đổi là vấn đề là em không muốn làm công ty nữa. Và em nhân tiền thì em sẽ lập công ty luôn. Có nghĩa là em ra thoát ra ngoài luôn. Thì cũng xảy ra một số mâu thuẫn về quan điểm một xíu. Nên thì cũng có trục trặc. Cho nên không, cái đó em không đi chuyên sâu. Ý nói là cái con đường em thì hơi khập khảnh. Bởi vì tuổi em lớn rồi. Bây giờ mà khởi nghiệp thì nó sẽ rất là rủi ro. Cho nên là người ta không thông cảm được. Thì, nhưng mà em cũng phải lựa chọn, cũng phải bắt buộc phải làm. Bởi vì cái này nó cũng theo em suốt mười mấy năm rồi. Và bây giờ đến lúc cũng phải làm, cho nên là cũng cố gắng thành ra là giữ cái quan điểm của mình. Bất đồng quan điểm. Dạ, chia tay. Và phải chấp nhận. Quen nhau bao nhiêu lâu? Khoảng 2 năm ạ. 2 năm. Dạ. Rồi. Thì đó, thì sau đó em bắt đầu mà chuyển dịch về Mỹ Tho và làm đến bây giờ. Rồi có mối tình nào nữa không? Không, làm không, bây giờ hiện nay là em làm một mình. Một mình luôn? Dạ, vừa sản xuất và vừa thương mại. Ở tại thành phố Mỹ Tho hả? Dạ, ngay ở thành phố Mỹ Tho. Ừ. Dạ. Đó là nhà của mình hay mình thuê? Không, là thuê nhà em thì ở Bình Tân. Ừ, nhà... Tức là về Mỹ Tho. Dạ. Để có cái nguồn nguyên liệu nó sẵn có dưới đúng không? À, nguyên liệu là một, nhưng mà hai là ở mình mới khởi nghiệp ở Sài Gòn thì nó rủi ro lớn về cái sự cạnh tranh. Đúng rồi, cạnh tranh không lại. Phải hướng về miền Tây. Ừ. Thì nó sẽ dễ hơn. Vậy là kinh doanh đó giờ mười mấy năm là một mình luôn? Không, trước kia thì cũng vợ anh, cũng hiện tại là một mình, hiện nay là một nhưng mình. Mà cái mối tình kia em có đăng ký kết hôn không? Mới đám hỏi thôi, chưa đăng ký kết hôn. Chưa đăng ký kết hôn hả? Dạ. Mới đám hỏi. Dạ. Chưa có con cái gì hết? Chưa. Rồi. Dạ. Bên nhà trai thì không có vấn đề gì ràng buộc con cái hay là đăng ký kết hôn gì cả. Dạ. Ừ. Rồi, nhà gái mình thì sao?
Dạ, em lấy chồng năm 18 tuổi, tới năm 19 tuổi thì em có một cháu gái. Bây giờ thì đã 14 tuổi rồi. Và nói chung thì đương nhiên thì đôi lúc nó cũng cần có cha. Nhưng mà em ly hôn từ năm 20 tuổi tới giờ thì cũng 13 năm. Em chưa có kiểu muốn là sẽ lấy một ai đó để mà có làm một người cha tốt cho con em sau này á. Cho nên hiện tại bây giờ thì em cũng muốn kiếm một người nào đó để mà san sẻ cuộc sống, giống như là muốn có trách nhiệm của một người cha đàng hoàng. Rồi nói chung thì một cuộc đời mới, hay là đôi lúc có nhiều cái cách nghĩ để một con người nên nghĩ. Nhưng mà em nghĩ là chắc là nếu như mà em tìm được một người nào đó thì em sẽ có một người cha mới cho con em. Vậy muốn tìm người thế nào? Dạ thì chắc là tốt tính một xíu, ăn nói dễ nghe. Tốt và tính. Nói chung thì hầu hết thì phụ nữ thì thích có kinh tế ổn định một xíu, em cũng vậy. Và em nghĩ là cái gì nó cũng có làm thì có ăn, và đương nhiên rồi mình phải ăn mình mới biết chua ngọt. Cho nên em nghĩ là cái gì em phải có ăn thì em mới yêu, còn lại thì em sẽ không có tình cảm lắm. Cho nên là yêu cầu của nhà trai thì em hy vọng là cũng không cao không lùn, nhưng mà chủ yếu là tốt là được. Chủ yếu là tốt và có kinh tế. Dạ đúng. Rồi. Bên đây là có kinh tế rồi đó. Dạ. Còn tốt nói chuyện hồi sau mình sẽ biết được ha. Dạ. Hả? Em thấy đáp ứng yêu cầu được bên kia không em trai? Tốt tính, dạ. Kinh tế tốt. Dạ. 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 Em thì không đòi hỏi về nhiều quá, bởi vì là những cái em yêu cầu thì khả năng anh ấy đáp ứng được. Nhưng mà chỉ quan điểm, cái duy nhất quan điểm quan trọng nhất là cái quan điểm trong cuộc sống thôi. Giờ quan điểm em là gì? Quan điểm thuần nữ thôi, chứ còn có hợp với cái quan điểm như thế nào thì để cho nó dễ sống. Quan điểm của mình thì nó là thoải mái rồi. Cái quan điểm của bạn gái là quan trọng nhất, chỉ đơn giản nhất cái điều đấy thôi. Bởi vì là cuộc sống bây giờ nó không phải là phải gò bó nhau. Chút xíu hai người sẽ đặt không với quan điểm sắp tới là gì, không cần thiết hợp nhau không đi nữa. Hai người sẽ chia sẻ rõ hơn về quan điểm trong tình yêu, quan điểm trong hôn nhân để coi là có hợp nhau hay không. Rồi. Và thì cái cuộc sống thì cái đơn giản là mình phải chia sẻ và phải điều chỉnh dần, không vấn đề gì cả. Rồi. Em có một mẫu hình lý tưởng nào cho người phụ nữ của mình không? Thực ra thì không có lý tưởng, quan trọng là nó đi song song với nhau càng tốt rồi. Sao cũng được đúng không? Đúng rồi. Rồi. Hôm nay đi với ai? Hôm nay đi với bạn em. Bạn của em. Hả? Dạ. Rồi. Rồi. Dạ chào nhà trai. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Ngọc Lan. Chào em. Em là Vũ, hôm nay đồng hành với Vũ thì đi đến chương trình thì cũng cũng có vài lời nhắn nhủ với Vũ là chương trình là cái cầu nối để kết nối giữa hai người, thì nó là cái hữu duyên, thì mong là mình sẽ cho nhau một cái cơ hội để mình chia sẻ nhiều hơn, rồi là mình thấu nhiều, hiểu nhiều hơn và cuối cùng là có một cái kết tốt đẹp. Dạ. Em thấy nhà gái bên kia được không? Rất thật thà và dễ thương. Dạ. À, thà dễ thương. Dạ. Rồi, vậy được rồi. Cảm ơn nhà trai. Dạ. Rồi, nhà gái hôm nay đi với ai? Đang đi một mình hả? Rồi. Một mình hả? Để đó ông Mai bà mối có gì hỗ trợ cho. Để tôi coi mắt nhà gái thế nào đây. Thật ra thì anh nói em nghe. Nhà trai thì tôi dễ lắm. Chỉ cần quan điểm hợp thôi là được. Còn kinh tế là ổn định rồi. Ta kinh doanh mười mấy năm làm chủ luôn, một mình làm chủ, một mình mua, một mình bán, một mình ăn, một mình mua. Nói chung là một mình hết. Thành ra giờ thì có thêm em vô cộng thêm bà chủ hai mình là ngon. Hai mình là tốt ha. Rồi, bây giờ là mình mở rào để gặp cho nhanh coi quan điểm có hợp nhau không nha. Mở rào. Đây. Nước qua luôn. Còn gì nữa nào? Cái này dạ, gì đây là gì? Đây là anh giới thiệu cho bê qua luôn. À, anh thử cái quà của anh về chị làm đi, đang sắp xếp ở dưới rồi. Ủa cái gì? Quà của anh. Anh này quà anh hả? Gì nói không hiểu. Không, đây là để mọi người thưởng thức cái sản phẩm của nhà của em làm. Này tặng ai? Đây là thưởng thức. Chắc là anh ấy tặng cho anh Linh. Không, chẳng là Linh Linh ở chị làm thì em có quà sắp xếp ở dưới rồi. À, có rồi đó hả? Tức là cái này ở trên sân khấu chúng ta ăn thử. Ăn thử thôi gì phải không? Vâng ạ. Chương trình ăn thử. Đây là chả, đây là cái đằng là ăn cái đầu.
in ui cái đằng nè, một hồi nữa lẹo lưỡi rồi nói sao xui nha. In cái mằng là ăn cái mình. Nói chung là tôi ăn nguyên cái mình luôn rồi. Ngon quá, nhìn hấp dẫn, thôi ăn thử miếng rồi ha. Cái đây là nhà làm đó. Nhà làm, nhà làm. Hai người tặng nó đi. Em có món quà tặng anh đi, mua cái lịch kêu tường á, nó hơi không có đáng là bao nhiêu nhưng anh nhận giúp em. Nhớ nó nói gì nói. Trời ơi, ai cảm ơn. Nó còn coi em giờ giờ xấu anh ơi, cái này hơi phức. Không sao. Còn còn nhưng mà nó xấu. Nó giờ ra qua ra. Em cảm ơn. Đói chứ. Tới giờ ăn cơm rồi. Thôi hai đứa tự nói chuyện đi cơ. Nói chuyện thì nói. Ừ, lần đầu gặp nhau như thế nào đó. Ồ, không biết bạn thấy như thế nào ạ. Em thương em ở đâu? Dạ em ở Nha Trang anh. Nhưng hiện tại sống ở đâu? Dạ em sống ở Nha Trang luôn chứ. À thế đó, Nha Trang em vào đây đúng không? Dạ đúng. Công việc hiện nay làm gì? Dạ em làm bên công ty du lịch đó. Công ty du lịch ở Nha Trang, Nha Trang là du lịch cho nên em làm bên du lịch. Sao ở ngoài kia mà lại vào đăng ký lấy chồng ở trong này là sao? Dạ thì em buồn quá mà em thấy trai ở tỉnh khác nó dễ chịu hơn con trai ở tỉnh em cho nên em muốn vô em lấy. Anh thấy cũng hơi vô lý tí xíu rồi. Ở Nha Trang vào đây đăng ký lại trong Sài Gòn. Nếu mà làm việc ở đây thì anh nghĩ là nó hợp lý. Đúng không? Em làm việc ở đây thì nó ổn hơn. Nhưng mà nói chung là em làm việc ở Nha Trang nó cũng kinh tế nó cũng ổn. Mà nói chung đi lại nó không rỉ rồi à. Cho nên là em nghĩ là cái vấn đề mà em ở ngoài đó thì nó cũng được. Với lại em thích cái kinh tế sống ở ngoài đó. À rồi. Em ở trong này có bạn bè anh em đi trong này không? Dạ không ạ. Em không có mình mà. Thì em vào đây tự nhiên em vào đây. Dạ đúng rồi, em đi vô trong này em đi tham gia chương trình này, em đi tìm bạn thôi. À rồi. Dạ. Tức là em vào đây là em đi thẳng vào truyền hình luôn. Ok. Đấy, đơn giản. Đi thẳng vô đây luôn rồi. Đi thẳng vào đây luôn, không qua trung gian nữa. Dạ đúng, rồi. Em đi thẳng, em thẳng. Hiện tại em đang ở đâu? Dạ em đang thuê trọ gần đây nè. À rồi. Và trước có đang làm công ty ở vào đây ở trọ. Dạ đúng rồi. Mục đích chỉ vào đây là anh em gặp nhau đúng không? Dạ đúng. Đi chơi mà. Thế thì anh thấy cũng hơi có thể là chưa hiểu em hiểu lắm ở đây. Bình thường thì anh nghĩ là nếu mà giả sử em ở đây em thì bạn trai đấy đúng không? Thì dạ. Nó dễ hiểu hơn. Dạ. Ok. Thì em có gì hỏi anh không? Anh dạ. Tìm hiểu một chút là em đang sống đâu? Anh hiện tại thì anh ở đâu? Dạ. Anh hiện nhà thì anh ở Bình Tân. À, anh có nhà ở đây luôn hả? Nhà anh ở đây nhưng mà ta thuê rồi. À, rồi hiện tại bây giờ anh ở cái nhà nào? Anh thuê nhà ở Mỹ Tho kinh doanh. À, anh kinh doanh ở dưới đó. Vậy anh kinh doanh có được không? Được, là chúng cộng thêm vài người nữa, ok. Vận động là được. Dạ, thì đó. Thì nói chung là nếu như mà anh kinh doanh mà nếu mà khi nào anh có dịp anh đi chơi chỗ nọ chỗ kia mà Nha Trang, nếu mà một ngày anh đi chỗ nọ chỗ kia mà anh nhớ tới Nha Trang anh có thể alo em sẽ mời anh cà phê, ít nhiều gì em cũng sẽ trả tiền cà phê anh yên tâm. Rồi đã có số hướng. Dạ. Ok, dạ, cảm ơn dạ, em cảm ơn. Ok. Vậy thôi được rồi, dạ. Cảm ơn. Rồi hai người về ghế đi. Quá trời thân thiết rồi. Quá trời rất thân thiết luôn. Rồi đây. Dạ. Không, hai bạn vẫn phải ngồi đối diện nhau. Bây giờ thấy hai người vô cái là thân rồi đó, đầu nói chuyện thấy gần gũi rồi đó. Bây giờ quan trọng nhất vẫn là quan điểm. Dạ. Quan điểm về hôn nhân gia đình thế nào? Em có thể nói về bên em trước rồi sau đó bên đây. Em thì em muốn một người con trai là phải chủ đạo là phải biết nghĩ chút. Mà đương nhiên rồi biết nghĩ thì chắc là họ phải có cách sống tốt với gia đình của mình hơn. Em không thích người hay kiểu nói trước nó mòm ấy, nhưng mà làm chẳng được gì, kiểu anh hứa anh thề anh đảm bảo nhưng mà ngày mai rồi anh cũng đâu rồi đó, rồi anh cũng chẳng có làm cái gì hết. Thì em hy vọng là em sẽ tìm được một cái người mà có cái bến đỗ cho cuộc đời của mình, giống như là định mệnh. Nói chung thì lúc nó cũng sắp đặt nhiều thứ trong cuộc đời, nhưng mà em nghĩ là nhiều lúc nó có một cái nhân duyên hay là một cái định hướng sống nào đó, mà nhiều lúc thì đó là một cách nghĩ thôi, cũng không bao giờ mà em tố tụng người khác là em hay kiểu gì xẻn người ta, hay là em hay nói kiểu nó hớt người ta, hay là kiểu em hay kiểu em đả kích theo kiểu như là em muốn nhiều quá, tôi muốn trong cuộc sống nhiều quá, trong khi đó thực tế thì em hy vọng là người ta tự nguyện hơn là
để một người con gái người ta hỏi là anh làm với em cái này, anh làm với em cái kia thì nó cũng không hay á. Cho nên là em nghĩ là con trai mà nếu một người con trai mà chủ động thì sẽ tốt hơn. Rồi. Còn anh nghĩ okay.